Đây là mã số là 3805 Rồi. 83. À, bây giờ mọi người phải vào cái trang amwayheu.com rồi vào mã số của ba là 3805 mấy nữa? 01583. 3805. 015 con, 1583. Dạ rồi 1583 lần nữa hả cô? Hơi dài. Không. Không có. 3801583. Dạ 3801583. Dạ rồi. Mật khẩu của cô giống mọi người hả cô ha? 1 2 3 4 5 6 7 8. Dạ rồi. Rồi bây giờ cô vào rồi. Sau khi cô vào rồi cô bấm kéo xuống phía dưới này, cô thấy chưa? Ở bên dưới nó có chữ là e-learning nè, trang chủ e-learning nè. Cô bấm vào phần trang chủ e-learning. À, thì cái này nó cũng dễ lắm. Nếu như mà mình một là mình tự học, hai là mình có thể kết hợp với đứa cháu, đứa con gì trong nhà của mình đó cô ba. Thì bạn sẽ hướng dẫn cho mình cũng dễ lắm. Rồi khi cô vào rồi nó sẽ có hiện lên nè. Ví dụ hôm nay là cô học về tổng quan, cô nhìn thấy tổng quan. Thì cái trang tổng quan này nó sẽ có những cái mục. Nó sẽ hiện lên những cái ưu điểm đó cô, tức là những cái nổi bật á. Thì những cái nổi bật ở đây á, hiện tại á, là nó có những cái nổi bật như là sản phẩm nổi bật là có sản phẩm về về protein nè, rồi sản phẩm về omega, rồi sản phẩm về gan, sản phẩm về WX gọi là nổi bật, rồi chương trình học về Core Plus, tức là những cái nổi bật nó sẽ hiện ở trên, những cái nổi bật nó nằm ở trên cô ha. Rồi ở dưới á, thì nó sẽ phân ra mục chăm sóc sức khỏe, mục gia dụng, mục lãnh đạo, mục khóa học kinh doanh, mục tài liệu, rồi kỹ năng huấn luyện là mục ở dưới cô nha. Thì bây giờ cô học phần nào, ví dụ như cô vô học phần học đốc đốc ít hoặc là cô vô gan thì cô liếc vô cái phần gan, ví dụ như con liếc vô phần gan cho cô. Và sau khi cô vô học cái phần gan xong thì cô bấm cái chữ là bắt đầu hoạt động. Thì khi cô bấm bắt đầu hoạt động á thì nó sẽ hiện qua cái phần cái gan multiple. Dạ con bấm thêm cái chữ bắt đầu lần nữa. À có khi không cần, nó hiện lên là nó sẽ đi vào luôn, mình bấm chữ tiếp tục. Đó. Đó thì đơn giản nó sẽ hiện lên. À, một số máy thì nó yêu cầu mình mở cái pop up đó cô. Mở cái pop up tức là mở cái trình chặn quảng cáo. À, còn một số máy thì không cần. À, thì cái này thì nó cũng khá là đơn giản nhưng mà tuy nhiên rồi. Đó. Dạ, đó. Thì đây, như vậy thì học rất là rõ, rất là hay và rất là tiện lợi cho tất cả mọi người luôn. Cho nên á, là mọi người ở xa đó thì sẽ dùng cái e-learning này để học. Và e-learning này là một cái công cụ tốt để cho mình học tập đó cô. À, cô cứ đăng nhập vào thử nhé cô nha. Nếu như mà không có được may mắn cho lắm á, thì cái máy của cô nó mới chặn bóp bóp up thôi, còn bình thường cô vẫn vào bình thường, không sao hết cô nha. Bây giờ hình như là công ty đã gỡ cho tất cả mọi người rồi đó. Rồi, cô ơi, cô có còn nghe rõ không cô ba? Có con. Dạ rồi, cô có nhìn thấy được cái e-learning rồi phải không cô? Rồi. Dạ tốt hết cô ha. Đó, vậy Mục thì tiêu là khoa học có vậy? dạ. Ngay cho mục tiêu khoa học có gì nữa không? À dạ.